Hẳn quý vị còn nhớ vào khoảng cuối tháng 11 năm 2022, một nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đưa ra thông tin về việc đồ đạc trong nhà bỗng dưng bốc cháy. Cơ quan chức năng đã lắp camera giám sát và hôm qua chính thức thông tin nguyên nhân cháy vô cùng sốc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau hơn một tháng vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc đồ đạc tự bốc cháy trong nhà của ông Nguyễn Văn Bá, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, công an huyện Phụng Hiệp báo cáo kết quả vụ việc đồ đạc trong nhà bốc cháy là do những người trong nhà tự đốt. Cụ thể, Nguyễn Văn M, con trai ông Bá, chị Đặng Thùy N, con dâu ông Bá và bà Nguyễn Thị Đê, vợ ông Bá, lén dùng bật lửa đốt những đồ dễ cháy, sau đó đăng tải thông tin lên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người nhằm nhận được hỗ trợ. Tổng cộng gia đình đã nhận hơn 6 triệu đồng. Sau khi công an tỉnh Hậu Giang tiến hành lắp camera trong nhà, các vật bị cháy chủ yếu nằm ngoài vùng quan sát, ví dụ như giấy vệ sinh ở ao cá sau nhà. Có trường hợp đồ trong nhà bị cháy khi cúp điện nên camera không ghi lại được. Số lần cháy cũng đột ngột giảm, công an chức năng đang chuẩn bị hồ sơ, tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.